Vascular Surgery Advanced Center, Stone Mountain Skin Health Center, The Azuma Group. Vẻ đẹp vĩnh hằng, đó là điều mơ ước của quý vị và cũng là thương hiệu của chúng tôi với những dòng sản phẩm mới, đặc chế dành cho làn da của người Á Đông. Forever Beaumore luôn tìm kiếm và liên kết với các hãng mỹ phẩm danh tiếng để cho ra những dòng sản phẩm thích hợp cho từng loại da như kem yến, kem nhân sâm, kem linh chi đông trùng hạ thảo, kem trộn vàng, cùng các loại thực phẩm chức năng nuôi dưỡng làn da như nước uống collagen hay miracle capsule, cùng hàng trăm sản phẩm đã sẵn sàng để phục hồi tuổi thanh xuân của quý vị. Quý vị chị em phụ nữ muốn có một bộ áo đầm cưới, một bộ áo dạ hội hay một bộ áo dài sang trọng, quý phái và tinh tế, xin hãy tìm đến Thái Nguyễn Couture. Nhà thiết kế Thái Nguyễn đã thiết kế những trang phục lộng lẫy và đẹp mắt cho các tài tử Hollywood và các ca sĩ nổi tiếng của trung tâm Thúy Nga, sẽ tận tay thiết kế những bộ trang phục có 102 cho quý vị với những mẫu mã hợp theo sở thích từng người, từng vóc dáng và từng cá tính, với toàn bộ chất liệu sang trọng và cao cấp. Thái Nguyễn Couture, tọa lạc bên góc đường Magnolia và Warner ở Huntington Beach, California. Số điện thoại 714-766-4370 hoặc vào website www.thainguyencollection.com để xem những mẫu mã và thông tin mới nhất của nhà thiết kế Thái Nguyễn. Sau một ngày, nguyên một ngày ở bên Washington DC 24 tiếng để mà làm việc với lại khách sạn, chị Trang Khanh ở bên PPSOS, và hôm nay bây giờ là khoảng 12 giờ là Thái Nguyễn và cameraman của đài VTV có mặt tại Atlanta, Georgia. Đây là một trong những cái thành phố mà cũng sẽ làm ra một cái đêm Glamorous Heart. Dự định là Glamorous Heart ở Atlanta là vào ngày 20 ngày 14 tháng 11. Và quý vị thì mới thấy là Thái Nguyễn vừa đi mà vừa lái xe mà tìm đường và nói chuyện cho quý vị biết là cái quá trình mà thực hiện cái chương trình này nó như thế nào. Chị ơi, văn phòng ở đâu không tìm được? Em đang ở Hồng Kông Mall nè. Đấy rồi. Và ngay bây giờ Thái Nguyễn đang có mặt tại văn phòng PPSOS tại thành phố Atlanta. Và người đại diện của văn phòng của PPSOS ở Atlanta là chị Trinh Phạm, một người chị rất là dễ thương, đang dẫn Thái đi một cái tour của toàn văn phòng của PPSOS ở bên Atlanta. Mình Thái không có thể nào mà giúp được hết tất cả mọi người, nhưng mà cái lòng của Thái muốn nhờ PPSOS là một nhịp cầu để mà nói cái sự cái lòng của Thái đến cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, đến toàn nước Mỹ, để mà giúp các bạn trẻ thôi. Tại vì mình không biết là mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà Thái thì Thái rất là tin, Thái mong là các bạn trẻ này có một cái cơ hội thứ hai để mà đừng phí cái cuộc đời của mình, đừng có phí cái tương lai của mình. Và hy vọng là cái chương trình Youth Program sẽ giúp các em có một cái cách nhìn khác và đừng có mà bị thất vọng về cái cuộc sống của mình vì vấp ngã gì đó, mà nên tiếp tục mà tìm lại cái giấc mơ của mình và tìm lại cái tương lai của mình.
marketing, quảng cáo, quảng bá làm sao quý vị biết là Thái Nguyễn làm cái chương trình này như thế nào và đi đến đâu và làm những gì. Thì thứ nhất là mình phải làm poster, thì mình phải làm về cái phần graphic design. Thì rất là may mắn là có anh Hoàng là làm, cũng là làm trong Thúy Nga và làm cho Đài Việt Face, đồng ý để mà giúp đỡ cho Thái Nguyễn về cái bộ phận graphic. Hello. Hello Thái, sao thế này? Hai Hoàng đang nãy ở đó rồi, nhưng mà xong rồi phải chạy về tiệm để quay cái khác. Xong giờ đang chạy về Hoàng á. Hoàng đang đó, đang ở đó mà phải không? Đang ở Đài, đang ăn 5 phút rồi. Ồ vậy hả? Ok, 5 phút rồi trời, đừng tới. Khi mà mình nói về cái tên Glamorous Heart, mình dịch ra tiếng Việt nôm na là đẹp cho người và đẹp cho đời. Thì đẹp cho người đó là cái công việc của Thái Nguyễn. Một cái đam mê của Thái Nguyễn là về thời trang, chuyên làm về những cái trang phục đẹp cho tất cả mọi người. Và đẹp cho đời là tất cả quý vị đã đến ngày hôm nay để mà cùng với Thái Nguyễn gây quỹ để mà có một cái số tiền cho hội PPSOS để mà giúp cộng đồng người Việt của chúng ta. Ok, bây giờ cái poster này xong rồi. Thái Nguyễn đã đặt ra một cái tên. Khi mà quý vị nghe tới Glamorous Heart là quý vị sẽ biết đó là một cái chương trình của Thái Nguyễn để mà làm một trình diễn, một đêm trình diễn thời trang mà làm việc thiện cho cộng đồng của Việt Nam của chúng ta. Thì đừng nghĩ tới cái chỗ này, mình cái đường nhỏ giống bên này nè, mình cần nét cái bên chỗ này, nghĩ nó cứng đó. Mình nó còn thấy được cái chữ này thôi. Các bạn thấy được cái chữ thi okay. Mà nhỏ giống như vậy thôi. Ok. Chắc ít thôi, nhiều quá nó không có cân đối. Thật sự đây là một cái chương trình quá mới cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, cho nên cái poster đó phải đưa ra những cái điều chính và những cái điều rất là nổi bật cho cái chương trình Glamorous Heart. Thì mà thứ nhất là Glamorous Heart thì Thái Nguyễn và anh Hoàng đã ngồi xuống là phải create một cái logo, là những cái gì mà mình có một cái identity riêng vậy đó. Khi mà người ta nghĩ tới Glamorous Heart là phải có cái logo, thì là anh Hoàng đã giúp Thái create cái logo đó và create những cái poster để mà nó đi chung với lại nguyên một cái tour là 5 thành phố. Cái poster nó giống nhau quý vị, nhưng mà special guest, những cái chi tiết và những special guest trên những cái poster nó phải khác nhau. Nhưng mà cái poster, một cái look chung đó, nó phải giống nhau để cho quý vị khi nhìn vô là biết cái đó là chương trình Glamorous Heart của Thái Nguyễn làm chung với Đài Việt Face TV. Ok, quý vị đã vừa xem xong tập 2 của chương trình Glamorous Heart Project với những hình ảnh mà Thái Nguyễn đã đi tới những chi nhánh khác nhau của văn phòng PPSOS và một cái tên signature của chương trình Glamorous Heart và cái logo mà Thái Nguyễn đã nghĩ ra, Glamorous Hearts. Trong tập 3 tuần tới, quý vị sẽ thấy những hình ảnh khác nhau Thái Nguyễn đã bay tới những thành phố, 5 thành phố để mà lựa những cái venue, khách sạn sang trọng để tổ chức chương trình Glamorous Hearts, và đồng thời bay tới 5 thành phố để mà tuyển lựa 20 cô người mẫu của mỗi thành phố, tổng cộng là 100 người mẫu cho 5 thành phố khác nhau từ những cái agency rất là nổi tiếng của người Mỹ.